Xem nào, được chưa nào? Hello, xin chào các bạn nhá. Xin chào các bạn đã quay trở lại với chuyên mục xe điện ba bánh trên Mạnh Phát đúng không ạ? Thì tiếp tục hôm nay là Mạnh Phát đang test cái mic qua cái điện thoại này để các bạn nghe chất lượng âm thanh nó tốt hơn, đúng không ạ? Ok, đây là mẫu xe điện ba bánh Goza màu xanh cửu long rất là hot của Mạnh Phát đúng không ạ? Sản phẩm xe điện ba bánh Goza này là sản phẩm độc quyền tại Mạnh Phát, đúng không? Và rất nhiều các bạn là mọi người đều đã biết đến và đã mua sản phẩm này của Mạnh Phát rồi đúng không ạ? Thì đây là một chiếc máy Mạnh Phát muốn lấy ra giới thiệu cho các bạn. Đây các bạn sẽ thấy không ạ? Cái màu xanh cửu long rất là đặc trưng, rất là đẹp và là màu độc quyền của Mạnh Phát luôn. Các hãng khác đều không có cái màu này được bởi vì là cái màu này là màu sơn nhập khẩu. Toàn bộ là sơn linh kiện nhập khẩu mà. Nên là những màu sơn này rất là trong. Ở Việt Nam mình sẽ không sơn được như này. Đây chúng ta sẽ quay gần một chút cho mọi người nhìn này. Cái độ bóng của sơn và nước sơn cực kỳ sâu nhé. Đây, toàn bộ là tem nước phủ bóng này mọi người nhìn này. Tem không hề bóc ra được nhé mọi người nhá, tem nước phủ bóng. Ok chưa? Cái tính năng của xe ba bánh gặp Goza nhập khẩu này thì rất là ưu việt. Thứ nhất là xe ba bánh thì chắc chắn là sẽ có cả số tiến và số lùi rồi đúng không mọi người? Ok, và đây Mạnh Phát sẽ thử cho các bạn xem này. Đấy. Đây là số lùi này. Đây là số tiến này. Đấy, cái mẫu xe điện ba bánh Goza thế hệ mới này đã được cải tiến là cái công tắc lùi đã có tiếng kêu. Đấy, để mọi người đỡ bị nhầm lẫn so với số công tắc tiến. Đúng không? Mà sẽ có ba nút nhanh chậm, anh sẽ quay gần một chút này mình sẽ giới thiệu về cái công tắc mọi người nghe này. Một là chậm nhất, hai và ba nhé mọi người nhé. Đấy, ok chưa? Ba là nhanh nhất, một là chậm nhất, hai là trung bình. Ok chưa? Lên số lùi là R này. Đấy, ấn vào nó sẽ kêu, bỏ ra nó sẽ không kêu này. Ok. Và Mạnh Phát sẽ thông báo mọi người biết này, cái xe Goza này này là nó sẽ có cái tính năng rất là hay mà tất cả những xe khác không có. Nhiều đơn vị rất là buồn cười, họ bảo là à đấy là yếu. Muốn làm yếu đi như thế lại rất là khó đấy mọi người ạ. Chứ muốn làm bốc lên thì lại cực kỳ đơn giản, mọi người hiểu không ạ? Tức là nhá, đối với những cái xe ba bánh như này, thứ nhất là bán cho người khuyết tật và người già. Chứ vậy khi mà chúng ta ga nó bị giật một cái lên nó rất là khó chịu. Đúng không? Cực kỳ là mang lại cảm giác là khó chịu và rất bất ngờ. Đấy, cho các bác như là mọi người có lớn tuổi đúng không ạ? Và đặc biệt là khi trong phạm vi hẹp thì sao? Ga cái nó bốc lên thì liệu chúng ta có xử lý được dễ dàng không? Dễ vào quệt không? Đúng không ạ? Thì cái xe Goza này giải quyết hoàn toàn những bài toán đấy. Tức là cho chúng ta để số nhanh nhất 1 đến 2 mét đầu. Đây các bạn sẽ nhìn thấy. Đấy, mình ga một cái là nó sẽ đi rất là từ từ. Sau 2 mét thì tốc độ nó mới bốc lên. Chính vì vậy nó lại mang cảm giác là mình bị không bị hụt thẫng, không bị hẫng xe mà rất là từ từ. Đấy, động cơ lên từ từ và nó đỡ hại động cơ nhá. Chính vì ga từ từ và động cơ nó mới không bị hại. Còn ga cái nó giật lên ngay là nó sẽ bị hại động cơ rất là nhiều. Ok chưa? Và xe ba bánh Goza đều được trang bị là vành 300. Đây vành là vành lớn nhá, lốp là lốp 300-10, vành 10. Mọi người ạ, ba lốp nhá. Và tiếp theo là gì ạ? Má phanh trước của xe Goza là má phanh cơ. Tại vì sao Mạnh Phát lại gọi là trang bị má phanh cơ mà không phải má phanh đĩa? Đấy, đúng không ạ? Tại sao sản phẩm của Mạnh Phát 18 triệu là phải là phanh cơ mà sản phẩm của người khác lại 17 triệu rưỡi lại là phanh đĩa, đúng không ạ? Thứ nhất mình nói đến cái ưu điểm cơ và đĩa cho mọi người nghe nhé. Cái phanh cơ thứ nhất là cực kỳ dễ sửa, đúng không ạ? Chi phí sửa chữa rất là rẻ và ai cũng có thể sửa được. Và đặc biệt là cực đối với một tốc độ tối đa chỉ có 32 cây thì phanh cơ quá là an toàn luôn, đúng không ạ? Bóp mà nó khự một cái là rất dễ bị dơ giảm sóc và dơ cổ phốt này, hỏng giảm sóc. Đây các bạn sẽ nhìn nhé. Đây mình sẽ bóp cho mọi người nhìn này. Đây anh chỉ là quay xa một tí. Quay xa một tí để cho mọi người nhìn cho dễ này. Đây mình đang để số 3 này. Đấy, rất là bốc nha, bóp này. Đấy, nó sẽ có độ dê khoảng 10 đến 20 cm. Nó mang lại cảm giác là an toàn hơn. Bóp cái nó khự một cái xuống. Thứ nhất là chúng ta mà lai trẻ nhỏ ở đây thì sao nhở? Đập ngay mặt ở đây rất là nguy hiểm. Mà lai ở đây chúng ta, bản thân chúng ta có thể bị giật mình cơ. Đúng không ạ? Bởi vì sao? Bởi vì cái người mà bị khuyết tật điều khiển cái xe đối với họ, đó là một sự khó khăn rồi. Bây giờ mình lại trang bị khe phanh đĩa, nó là gây sự nguy hiểm cho khách hàng. Thì đó là cái điều nên làm hay không ạ? Mạnh Phát không hề tiếc các bạn cái phanh đĩa. Nếu mà mọi người thích, lô sau Mạnh Phát sẽ trang bị phanh đĩa. Nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến những người khác rất là nhiều. Ai đặt thì Mạnh Phát làm cho các bạn. Ok chưa? Đấy là để mọi người biết là tại vì sao mà Mạnh Phát lại trang bị phanh cơ. Mạnh Phát lấy những cái tiền chênh lệch đấy để trang bị vào những cái tốt hơn cho các bạn. Thứ nhất là nhựa đẹp hơn, đồ xe nó chắc chắn hơn. Các bạn nhìn thấy bộ gương nhập khẩu chưa? Cái gương của Mạnh Phát rất là to, dày dặn này và được bọc cao su toàn bộ và gương rất là to nhá, rất là dày. Các bạn thấy chưa? Cái tay ga của Mạnh Phát này cực kỳ xịn nhá, tay ga này cực kỳ xịn đây, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, rất là xịn. Được chưa? Cái tiếp theo là cái phần mà để làm cho cái động cơ nó chậm đi đấy, làm nó lên được từ từ đấy. Cái đấy mất rất là nhiều tiền đấy. Còn nếu mà các bạn muốn làm cái bốc ngay, Mạnh Phát chỉ làm trong 5 phút thôi. Thay cho bạn con đi xe khác đi bốc ngay, đúng không? Bớt cho các bạn 500 luôn. Đấy, các bạn muốn đi bốc, Mạnh Phát thay bọn đi xe khác bớt cho bạn 500 đến 10 triệu rưỡi, bốc vù luôn, được chưa? Và duy nhất là xe Goza tại Mạnh Phát nó sẽ được trang bị là hai chỗ ngồi nha mọi người nhá. Đây là chỗ ngồi một này, chúng ta nhấc cái này lên kéo đằng sau ngồi hai người.
đấy. Và xe Goza này sẽ có tính năng rất là ưu việt là gì? Đây, khi chúng ta nhắc đây, đối với những người mà bị liệt hai chân chẳng hạn, chuyển từ giường hay từ xe lăn qua xe này rất là dễ, rất là dễ, đúng chưa? Đấy, rất là tiện. Và đối với cái xe này thì được trang bị là hai cốp rất là rộng, đều đến 20cc cơ, à đều đến 20 lít cơ. Đây, một cốp ở đây này, mọi người nhìn này, đây, đấy, cốp này dung tích đến 20 lít, rất là rộng nha. Đấy, có cả dây để cố định đồ luôn, rất là tiện lợi này, được chưa? Một chiếc cốp ở dưới này nữa này, đây, mình sẽ mở cho các bạn xem. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, chiếc cốp ở dưới này cũng 20 lít để đồ tha hồ. Đây, Goza được chạy cầu V-Side mọi người nhá, cầu V-Side. Và như nào là V-Side thì đây, hãy phát ra cho các bạn xem thế nào là cầu V-Side. Đây, nghiêng xe sang một bên và ga. Đấy, mọi người thấy chưa? Như này là cầu V-Side nhá. Đấy, được chưa? Một bánh để cố định là một bánh chạy là cầu V-Side, được chưa? Đằng trước ở chiếc xe thì sẽ là mặt đồng hồ, là mặt đồng hồ điện tử hiển thị rất là nhiều chi tiết. Đây các bạn nhìn này, số này, ngay cả số nó sẽ hiện trên đồng hồ luôn, là 1 này, 2 này, 3 này, được chưa? Xi nhan cũng hiện này. Đấy, mặt đồng hồ điện tử và đời mới được hiện rất là rõ này. Pin này, quãng đường đã đi được này, tốc độ này, được chưa? Bật đèn cũng hiện luôn này. Đấy. Mặt đồng hồ hiện thị đầy đủ hết chức năng, được chưa? Và đặc biệt là hai tay phanh của Mạnh Phát đều có hãm, để khi chúng ta để xe trên dốc, chúng ta hãm phanh vào. Đấy, hãm phanh vào thì xe sẽ không bị trôi, cả hai bên đều có mọi người nhá. Đây anh em chúng ta sẽ quay bên này này. Đấy, được chưa? Ok chưa? Mà mẫu Goza này hiện tại Mạnh Phát đang còn màu xanh, màu đen, màu đỏ và màu nâu cà phê mọi người nhá, có đầy đủ màu cho các bạn lựa chọn luôn. Đấy, đối với dòng xe này thì sẽ chạy được khoảng 60 cây một lần sạc, động cơ là 600W mọi người nhá. Đây, xe đi rất là mượt mà, mình sẽ đi cho mọi người đi thử này. Đấy không? Mà lại cảm giác lái rất chắc chắn. Và đối với trong tất cả các mẫu xe điện ba bánh mà Mạnh Phát đang bán thì cái mẫu Goza này là cái mẫu đi dễ lái nhất, chắc chắn nhất. Bởi vì là bánh nó là bánh to hơn, cảm giác đi rất là đầm xe và chắc chắn mọi người nhá. Rất là đầm xe và chắc chắn nhá. Đấy, lái rất là dễ, cổ rất là nhẹ nhàng. Đấy, xe có những chi tiết đẹp và tổng thể nó nhìn như một chiếc xe máy rất là hiện đại, đúng không? Nhìn rất là hiện đại, nó rất là tiện, xe ngồi được hai người này, đi xa đều được thoải mái và không bị mỏi lưng, bởi vì có đã có chỗ dựa đằng sau này, để đồ cũng rất là được nhiều luôn, một mẫu xe rất là phù hợp. Và mẫu xe này hiện tại Mạnh Phát đang bán cho các bạn với giá chỉ có 18 triệu thôi, bao ship toàn quốc mọi người nhé. Bảo hành khung sườn động cơ là 3 năm, Acquy 18 tháng duy nhất Mạnh Phát dám bảo hành Acquy các bạn 18 tháng, các đơn vị đã không bao giờ dám, bởi vì họ trang bị Acquy rẻ thì đâu có dám. Mạnh Phát trang bị cho các bạn Acquy xịn, chỉ Acquy xịn thì mới dám bảo hành cho các bạn 18 tháng, ok chưa? Hệ thống điện bảo hành 12 tháng. Đó, miễn phí giao hàng toàn quốc bằng Viettel Post. Hiện tại xe đang có sẵn tại Hà Nội, Bắc Ninh và Sài Gòn. Mạnh Phát có 3 cơ sở chuyên 3 bánh. Còn về 2 bánh là có 5 cửa hàng mọi người nhé. Ok chưa? Đấy, cảm ơn mọi người đã luôn lắng nghe và ủng hộ Mạnh Phát thời gian vừa qua. Đấy, Mạnh Phát đã nói ra những chi tiết khác biệt của mẫu xe này với những cái mẫu xe khác. Đấy, hôm nào Mạnh Phát sẽ làm video so sánh hai mẫu cho các bạn xem để các bạn hiểu hơn, chi tiết hơn về xe nhé. Đấy, Goza này là luôn mang đến, các bạn thấy không? Các xe khác thì bán xe cũ lại rất là nhiều, nhưng Goza các bạn thử lên trên thị trường xem có ai bán lại xe này cũ không? Vì nó đi rất là dễ, ai cũng lái được và rất là thích. Đấy là cái điều mà Mạnh Phát rất là vui. Đó, và mọi người mua xe và mọi người luôn cảm nhận là nhiều khi 11 giờ đêm rồi vẫn có các bác gọi điện cho mình. Cảm ơn cháu vì xe đi rất là tốt, bác lái được rồi, bác vui quá. Đấy chính là cái niềm vui mà Mạnh Phát muốn mang tới khách hàng, và đấy cũng là cái mà Mạnh Phát vui nhất chứ không phải là lợi nhuận mọi người nhé. Bán xe ba bánh mà vì lợi nhuận thì không chưa đã làm được đâu. Mình phải có cái tâm nữa, bởi vì cái xe này bán toàn cho những người là người già này, người khuyết tật này. Đấy, mình đi ship xe rất là nhiều và mình gặp những hoàn cảnh khó khăn như vậy. Bản thân mình cũng rất động lòng, có những người bán xong xe rồi họ trả tiền cho mình rồi, mình lại tặng lại họ một chút, gọi là những phần quà để hỗ trợ họ, bởi vì là thực sự là cái xe này đối với họ là một cái giá trị rất là lớn. Đúng không ạ? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.